Rồi chào bà con cô bác nhé, hôm nay ngày 23 tháng 9 nhé. Cây Samsung A30, cây này thì nó bị lỗi màn hình nhé. Nó bị lỗi màn hình, màn hình zin rất là đẹp nhưng mà bị lỗi trên này này. Ém. Nó bị ém, nó lại tắt nguồn, nó có đường viền. Thì bán cái giá là cũng tương xứng với nó nhé. Cây này bán 600.000, Samsung A30 Android 11 chấm, RAM 3, bộ nhớ 32GB nha. Cây này mua về chống cháy cũng rất là tốt luôn. Còn Samsung Z7 Prime, cây này cũng bị lỗi này. Cây này bán 400.000, Android 8.1 nha, RAM 3, bộ nhớ 32GB, bán có 400.000 thôi. Đó, màn hình của nó bị lít nha, lít bể tan lát luôn, nhưng mà màn hình thì còn khá đẹp nha, xài vẫn còn ok, bán 400.000. Còn Samsung Z2 Prime nha, cây này thì bán giá nghe gọi nha. Samsung Z2 Prime bán giá nghe gọi 250. Android thì được 6.1, RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB. Cây này thì bán 250 một cây nha. Samsung Z2 Prime là có hai màu nha, màu hồng và màu vàng nha. Đó là những dòng này thì bà con có mua về thì chỉ có bỏ sim vào nghe gọi nha, còn xài mấy vấn đề khác thì bà con tự xài tải YouTube Sun về xài, còn mình bán giá là giá nghe gọi. Còn nhu cầu mà cứ đòi mình tải YouTube thì bà con lên lựa mấy cây mà Android cao này. Cây này Android cao, Android tới 11 chấm. Nói chung bà con có nhu cầu cao á, xài YouTube thì lựa mấy cây mà Android 7 chấm trở lên á. Còn Android 6.1 là mình chỉ bán giá nghe gọi thôi. Cây Samsung A10 nha, Android 11 chấm, RAM 2, bộ nhớ 32GB. Cây này thì bán có 600.000 thôi. 600.000 Samsung A10 nha. Samsung G530 nha, Samsung G530, cây này bán có 200.000 nha. Android nó cũng có 5.1 thôi, RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB. Cây này thì bán 200.000. Đó, cái giá có 200.000, chỉ có bỏ sim mà nghe gọi, còn những vấn đề khác thì cứ tự xài. Như YouTube mình cũng có thể xài được, nhưng mà xài YouTube màu xanh hoặc là YouTube Moonset, còn mấy cái YouTube đỏ nó rất hạn chế Android nhé. Cây Samsung Z500 nhé, cây này thì Android 6.1, RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB. Cây này thì bán giá 300.000. 300.000 là giá màn hình nó hơi bị ám, nó hơi ám nhẹ nha, nhưng mà màn hình coi còn rất là đẹp luôn. Còn Samsung Z320, cây này thì bán 300.000. Đó, màn hình thì rất là đẹp nha. Tên máy là Samsung Z320, Android 5.1, RAM 1GB dưới, bộ nhớ 8GB. Cây này thì bán 300.000 nha. 300.000 Samsung Z320. Tất cả những dòng máy này thì bà con bỏ sim vào nghe gọi là ok hết nhé. Khỏi hỏi mình là xài có xài sim được không. Nhiều người cũng hỏi, cũng có nhiều cái cũng hầu như vô lý hay không biết gì không biết. Hỏi sim máy nó có bỏ sim mà được không thì mình cũng bỏ tay luôn. Điện thoại mà không bỏ sim vào được thì bán cái giá dây chai rồi. Oppo A83 nha, cái này Android 7.1, RAM 6GB, bộ nhớ 128GB. Cái này thì bán giá 1 triệu, 1 triệu Oppo A83. Màn hình thì hơi bị ém nhé, ém hay gọi là lưu ảnh nha. Còn Samsung Z8, cây này Android 10 chấm, RAM 3, bộ nhớ 32GB. Cây này thì bán 800.000. 800.000 là giá màn hình đẹp không có ém nhé. Oppo F7 nha, cây này thì Android 10 chấm, RAM 4, bộ nhớ 64GB.
mình đọc một cái thôi nha, còn cái kia thì nó cũng như nhau hết. Cây này thì giá bán 800 ngàn nha, cây màu đen này 800 ngàn vỏ xấu, còn cây màu đỏ thì nó đẹp hơn chút thì bán giá 900 ngàn nha. Tên máy là Oppo F7. Còn Lukia 6.1 Blade nha. Tên máy là 6.1 Blade nhưng mà Android của nó là tới 10 chấm nha. RAM 4 bộ nhớ 64GB, cây này thì bán 700 ngàn nha. 700 ngàn cây Nokia 6.1 Blade là lắp sau của nó bị bể nha. Lắp sau bị bể. Còn màn hình thì vô còn coi rất là đẹp nha. Màn hình đẹp không có ám luôn. Oppo A57 nha, cái này Android 6.1, RAM 3, bộ nhớ 32GB, bán 500 ngàn. Đó, những dòng Android thấp thì mình bán giá cũng rất là bèo luôn. Cây này mà Android 7 chấm thì mình bán cũng không dưới 800 ngàn. Nhưng mà vì nó Android có 6.1, mình bán giá nghe gọi là có 500 ngàn thôi. Đó là màn hình cũng còn đẹp nha. Mua bên mình thì bà con tới thì phải kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng nha. Chỗ khác người ta không cho kiểm tra hàng nhưng thì không biết, nhưng mà bên mình là buộc phải kiểm tra hàng trước khi mình nhận hàng. Nếu có trục trặc thì điện thoại ngay cho mình hỗ trợ ship cái khác. Chứ không có tự nó bị lỗi rồi lấy về nha. Cây Vivo Y55 nha. Cây này thì Android 6.1, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cây này thì bán 400 ngàn. 400 ngàn là giá màn hình của nó cũng hơi bị ám nha. Hơi bị ám. Còn Redmi Note 7 nhá, Android 12 chấm, RAM 4, bộ nhớ 64GB, cái này đi bán 1 triệu nhá. 1 triệu là giá mình thay cái nắp đít nhá. Ship tới là nắp đít không bể nhá. Còn màn hình là đẹp rồi nhá. Đó, màn hình đẹp không có ém luôn nhá. Mên đổi mưa báo cho nên là shipper nó mượn cái cớ đó nó đi rất là chậm nhá. Nên là bà con ai chốt máy thì cũng thông cảm nha. Còn nhiều khi nó không muốn, nó xình lầy, nó không muốn giao máy nữa thì bà con cứ điện thoại lại mình. Nếu mà 3-4 ngày mà chưa có máy thì điện thoại lại mình sẽ hỗ trợ ship cây khác. Cây Samsung Z260 nha. Cây này Android 8.1, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cây này thì bán có 300 ngàn nha. 300 ngàn. Android cao nhưng mà giá có 300 ngàn nó có lý do nha. Đó là nó bị lít góc này dài xuống đây nha. Nhưng mà vô xài thì còn bình thường nha. Cây Asus Zenfone 5 nha. Cây này Android 4.4. Đó, những cây nghe gọi nè. Cây này RAM 2, bộ nhớ 16GB, bán 250 nhé. 250 cây Asus Zenfone 5 nhé. Cây này hết pin này. Đó, Asus Zenfone 5 nhé. Màn hình còn rất đẹp nhé. Còn miếng dán chưa bóc luôn nhé. Còn Samsung Z3 Pro. Cây này Android 9.0, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cây này bán 500 ngàn. Z3 Pro bán 500 ngàn. Là nó cũng có cái giá 500 ngàn. Đó là nó hơi bị đốm đây chút xíu nha. Ồ, cái đốm này nó cũng gần hết luôn nè. Nó hết đốm thì mình bán 600 á. Còn hiện giờ nó đốm còn chút xíu nha. Thì mình bán giá có 500 ngàn nha. Nói chung là nó vẫn còn đốm, kể cả một chấm tí xíu mình cũng vẫn bán giá 500 ngàn. Trừ trường hợp nó hết đốm mình bán 600. Nó là cây Z3 Pro nha. Còn Samsung S4 nha. Android 5.1, RAM 2, bộ nhớ 16GB. Cây này thì bán 300 ngàn. 300 ngàn cây Samsung S4. Đó, màn hình là còn đẹp nha.
Samsung J4 cộng, cái này Android 9 chấm nhé, RAM 2 bộ nhớ 16GB, bán 600 ngàn nhé, 600 ngàn cây Samsung J4 cộng, giá màn hình cũng còn đẹp luôn. Còn J6 cộng thì có 3 màu nhé, màu đen, màu xanh và màu đỏ nhé. Samsung J6 cộng Android 10 chấm, RAM 3 bộ nhớ 32GB, bán 800 ngàn đồng giá, 800 ngàn một cây Samsung J6 cộng. Còn Samsung A6 nhé, Samsung A6 cây này lâu rồi không có sạc pin với nó luôn, quên sạc luôn. Samsung A6 Android 10 chấm, RAM 3 bộ nhớ 32GB, bán 700 ngàn nhé, 700 ngàn nó bị đốm nhé, bị đốm nắp. Còn màn hình bao đẹp nhé, không có bị ám nhé. Cây Samsung S6, cây này thì Android 7 chấm, RAM 3 bộ nhớ 32GB, nắp đít sau thì nó bị xấu nhé, bán 500 ngàn Samsung S6. Đó, màn hình còn rất đẹp luôn nhưng mà nó bị hơi bị lít nhẹ trên này chút xíu nữa. Cây này bán rẻ luôn nha, bán 400 ngàn luôn nha, ai mua cây này bán 400 ngàn luôn, bỏ tem này luôn bán 400. Đó, bỏ tem này đi nha, bán 400. Còn Redmi 8 nha, Android 12 chấm nhé, RAM 3 bộ nhớ 32GB, bán 800 ngàn, 800 ngàn cây Redmi 8 nhé. À, có ai gửi cây Redmi 8 với cây máy tính bảng thì chốt máy thì liên hệ lại mình nhé, vì mình cũng không có địa chỉ nhé. Cây này thì bán 800 ngàn. Còn cây Samsung Note 5, cây này Android 7 chấm nhé, RAM 4 bộ nhớ 32GB, bán 500 ngàn. Đó, nắp đít là nhìn thấy coi như là dàn máy bên trong luôn nhé, nhưng mà nó không có bị lít nhé. Đó, còn màn hình thì còn khá đẹp nhé, nó bị bể chóc cái thủy trong, sơn trong. Còn màn hình thì ám, hơi ám nhẹ nha, nhưng mà coi còn rất là đẹp luôn, hơi ám nhẹ mà nó bị sọc. Cây này xả luôn đi, cây này xả bằng cái này luôn, 400 ngàn luôn nha. Đó, hai cây 400 ngàn là hai cây này nha. Cây HTC 10 Evo nha, cây này thì Android 7 chấm, Android thì 7 chấm nha, cây này RAM 3 nha, bộ nhớ 32GB, bán 700 ngàn nha, 700 ngàn cây HTC 10 Evo nha. Đó, màn hình là rất là đẹp nha, bán 700. Còn bèo bèo nữa thì có Samsung J200, cái này thì Android 5.1, RAM 1GB dưới bộ nhớ 8GB, bán 200 ngàn cây J200. Nó nắp bể nhưng mà bỏ sim vào nghe gọi cũng còn rất là ok nha. Cây Huawei nha, Huawei i9 2019, cái này Android 9 chấm, RAM 4GB bộ nhớ 64GB, bán 1 triệu nha. 1 triệu giá nắp đít thay nha, nắp đít đẹp nha, tại vì ai chốt thì mình mới thay nắp đít cho nha, còn nắp đít này nó bị xấu rồi, nhưng mà màn hình là đẹp nha. Cây Redmi 9A nha, cái này Android 11 chấm, RAM 2GB cộng 0.5GB, còn 2GB dưới đó, bộ nhớ thì 32GB, bán 700 ngàn, 700 ngàn cây Redmi 9A.
Cây VMAX Activa nha. Cái này Android 10 chấm RAM 6 GB, bộ nhớ 64 GB. Cái này thì bán 1 triệu 2. 1 triệu 2 cây VMAX Activa. Nó màn hình là đẹp nhé. Bỏ sửa đơn này mình chưa có thời gian sửa. Cây Oppo A91 này. Oppo A91 cây này thì Android 11 chấm, RAM 8 GB cộng 3 GB, bộ nhớ thì 128 GB, bán 1 triệu 8 nhé, 1 triệu 8, màn hình đẹp nhé. Còn Samsung A7 2018 nhé, Android 10 chấm, RAM 4 GB, bộ nhớ 64 GB, bán 1 triệu nhé, 1 triệu cây Samsung A7 2018. Vỏ xấu nhá. Đó. Nắp sau thì rất là đẹp luôn nhưng mà sườn thì rất là xấu nhá. Sườn rất là xấu luôn, bán có 1 triệu nhá. Đồng giá nó có A7 2017, cái này Android 8 chấm, RAM 3, bộ nhớ 32 GB, bán giá 1 triệu cái A7 2017. A7 2018 với A17 nó bằng giá nhau nhé, 1 triệu. Còn cây Samsung A20, cây này Android 11 chấm, RAM 3 GB, bộ nhớ 32 GB, bán 500 ấy, bán 800 ngàn nhé, bán 800 ngàn. Đó là vỏ sườn đẹp nhé, màn hình cũng đẹp không có ám nhé. Cây Redmi Note 9 nhé, cây này Android 13 chấm, RAM 4 GB cộng 2 GB, có nghĩa là RAM 6 GB đó. Bộ nhớ thì 128 GB, bán 1 triệu 4. 1 triệu 4 cây Redmi Note 9 nhé. Giá là màn hình đẹp nhé, không có em. Samsung J7 cộng nha, cái này Android 8.1, RAM 4 GB, bộ nhớ 32 GB, cái này thì bán 1 triệu cây J7 cộng. Màn hình đến vỏ rất là đẹp luôn. Đó, màn hình rất là đẹp nha. Samsung J7 Prime, cái này thì Android 8.1, RAM 3, bộ nhớ 32 GB, bán 700 ngàn. 700 ngàn cây Samsung J7 Prime. Còn Samsung J7 Pro cây này thì nó 900 ngàn. Android thì nó 900, RAM 3 GB, bộ nhớ 32 GB. Đó, Android 900 luôn. Bán giá 900 ngàn nha. Nắp sau còn rất là đẹp nha. Màn hình thì cũng khỏi chê luôn nha. Màn hình thì cũng rất đẹp luôn. Đó mà tải hết pin. Cây iPhone 13 Trung Quốc nha, cây này giá nó 900 ngàn nha, iPhone 13. Cây này cầm nhìn rất là đẹp luôn. Nhìn sườn bọng này kia, nói chung cây này nó đẹp nguyên cây ấy. Màn hình thì cũng khỏi chê nha, bán 900 ngàn. Còn xấu hơn thì có cây iPhone 12, cây này bán 600. 600 là giá nắp nó còn nó bị sườn còn nó bị chóc sơn nha. Bán 600 ngàn iPhone 12 cho Trung Quốc nha. Bán 600. Màn hình thì đẹp nha. Cây iPhone 13 Trung Quốc, cây này thì 700 ngàn. 700 ngàn thì sườn nó cũng xấu nha. Mua cây này về xài thì bỏ ốp lưng vô đỡ tốn. Đối đến tiền còn sang hơn thì bỏ thêm 200 ngàn nữa cái này. Còn không thì mua ốp lưng có mười mấy ngàn. Bỏ vô nhìn cũng còn sang chảnh, màn hình thì cũng đẹp như nhau thôi. Máy tính bảng nha. Máy tính bảng thì cây Bát 6 Pro nha. Cái này Android 12 chấm. Cây này khả năng chạy cũng rất là cao luôn. Bán 900 ngàn nha. 900 ngàn. Vì bộ nhớ RAM mình chưa có xác định chính xác. Màn hình thì rất là đẹp nha.
nhưng mà tại hết pin là tới thôi. Cây máy cây này thì Android cũng cao này. Cây này thì cây Tab 10, Maxel Tab 10 Android 7 chấm, RAM 1GB, bộ nhớ 8GB, bán 500.000. 500.000 cây Tab 10. Cây Tab 10 RAW nha. Cây Maxel Tab 10 RAW, cây này thì Android 9 chấm, RAM 2GB, bộ nhớ 16GB, bán 600.000. 600.000 cây Tab 10 RAW. Nhưng bên mình cũng đôi khi cũng lười sạc pin, nhiều khi cả tuần lấy chưa cắm sạc đó. Cho nên là nhiều cây nó cũng bị hẻo pin rồi nó tới thui. Cây Tab 3 nha. Cây Tab 3, cây này Android 7.1, RAM 1GB, bộ nhớ 16GB, bán 500.000. 500.000, màn hình rất là đẹp nha. Đó, nó gần hết pin là nhìn rất là đẹp nha. Nên mình cắm sạc vô mấy cây hết pin, trừ trường hợp hết pin mình mới cắm sạc thôi, chứ còn bình thường còn pin ít nào mình cắm, còn thậm chí còn 10% mình cũng chưa bồn cắm nữa. Như thường lệ ai mua thì chốt cái cạc Viettel 50.000, rồi shipper tới lời trừ ra. Ai chuyển khoảng 100.000 bao ship, ai chốt 2 cây một lần mình cũng bao ship luôn. Thời gian chốt hàng 3-4 ngày chưa có máy hoặc là máy do tôi có vấn đề báo lại mình hỗ trợ ship với khác. Tiền cọc mình vẫn trừ ra cho bà con. Bà con cũng thông cảm nha, vì tránh ba cái tình trạng bơm hàng. Cho nên mình mới phải có cái chuyện mà cọc, cái kẹt nó cũng phức tạp, nhưng mà không cọc thì dân bơm hàng nó vô, nó cứ chốt tựa lưa hết, nó bơm tựa lưa hết nha. Rồi chào bà con cô bác nha.